Lộn cái mũi vào, chăm sóc cẩn thận. Bên này là mình quyết định. Đi vào. Chị, nãy giờ là bố mẹ vẫn đang thì thầm to nhỏ với nhau ở ngoài sân đấy. Em theo dõi bố mẹ đấy à? Mẹ mà nhìn thấy mẹ mắng cho bây giờ. Đi. Chị, em không nghe thấy rõ bố đang nói gì, nhưng cái khẩu hình của bố nói rằng 2 tỷ. Bố vừa nói 2 tỷ. Mẹ, chị vừa nhìn thấy mẹ nói 2 tỷ. Này chị ơi, tại sao tự nhiên bố mẹ lại nhìn về phía căn nhà của mình thế ạ? Lần trước mẹ cũng hơi nóng nên đã có lời hơi quá với con. Con đừng để bố mẹ ra đấy nhé. Con thấy mẹ không nói quá. Con thấy mẹ nói đúng không? Mẹ... Thì... Đúng là những điều mẹ nói làm con cảm thấy buồn. Nhưng mà không phải là con buồn mẹ đâu ạ. Bây giờ em xin phép làm cho mọi chuyện nó nét căng. Từ từ. Chuyện này không thể thiếu vợ chồng thằng Danh được. Ôi, ông Thành gọi. Hả? Alo, em đây. Hello. Em sao đấy? Mới đi một ngày nhớ em vậy à? Mày đừng có nhả nhớt nữa, nhà đang có chuyện lớn đấy. Về đây đi, đây này. Sao đây anh, bù gì đấy? Trâm anh ơi, cái vụ 2 tỷ đấy căng rồi. Con muốn lấy vợ ạ. Con lấy ai? Trâm anh, chủ của studio ảnh cưới mà con đang hợp tác cùng. Trong cuộc đời này con tin chắc một điều là không có một cuộc hôn nhân bất ngờ nào lại không có những lý do bất thường. Thực sự em không hiểu là chị cố tình hay là vô ý. Chắc chị là người hiểu rõ nhất. Đúng là muối mặt. Cái bà U60 cầm đầu đường dây con dâu thì đánh nhau mấy cái đứa trẻ danh. Gia đình anh em chưa từng thấy ở đâu bao giờ, kể cả trên TV. Cả nhà mình là một gia đình. Một gia đình thì chơi hết mình. Chơi hết mình là chơi nhiệt tình. Mà không nhiệt tình thì chơi một mình. Đi thôi. Đi nào các con.